Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại các video về học sửa chữa máy tính. Thì trong video này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra một CV Boost để chúng ta cài đặt máy chủ CDN Boost phiên bản 2.0. Việc đầu tiên là chúng ta cần một cái USB ít nhất là 2GB và cái sụt cài đặt CDN Boost cũng như cái phần mềm tạo USB Boost. Thì sụt cài đặt với cái phần mềm á, mình để trong phần mô tả video, các bạn click đó chúng ta download về ha. Rồi, sau khi chúng ta download về thì chúng ta sẽ gắn cái USB vô. Mình chỉ cần cái USB dung lượng khoảng 2GB là đủ. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chạy cái phần mềm tạo USB boot lên nè. Đây là chính phần mềm Rofu đó. Rồi chúng ta để mặc định ha, chúng ta chọn vô ô đĩa nè. Rồi chúng ta chọn tới cái file ISO của CDN Boost 2.0. Rồi chúng ta ở bên, chúng ta bấm Start. Rồi nó hỏi chúng ta có làm không, chúng ta chọn OK. À, tự động phần mềm sẽ tích hợp cái sụt cài đặt CDN Boost 2.0 vào USB cho chúng ta, và chúng ta sẽ có được cái USB để chúng ta cài đặt máy chủ CDN Boost 2.0. À, việc còn lại là chúng ta ngồi đợi thôi, đợi cho cái phần mềm tích hợp xong là chúng ta sẽ có được cái USB ha.
Rồi, sau khi tích hợp xong thì nó hiển thị cái bảng thông báo đó. Rồi chúng ta vô chúng ta kiểm tra. Đây là toàn bộ sụt của cái USB cài đặt server System Boot 2.0 của chúng ta. Rồi chúng ta tiến hành khởi động máy tính, chúng ta boot vô, chúng ta chọn menu cài Win thôi ha các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.